Trời nắng nóng quá, tắm nó nha anh em. Tắm nó cho nó xông chim nha. Đây, này là ăn thổ sắm thường thường đi quýnh quay clip cho anh em xem. Trời trưa nắng nóng quá, tắm cho nó có chất nước nha anh em. Chim thì anh em lâu cứ tắm như vậy rất thoải mái chim, không sao cả. Nắng anh em cứ xịt nước như vậy anh em tắm rồi đi phơi nha anh em. Những chim đang đi quýnh thì anh em đừng tắm nhiều nha, tắm nhiều khi nó bị tuột lông nó không hăng nha. Mấy tháng này thì nói chung là không có đi quýnh, ít đi quýnh nên tắm để thoải mái. Con là khẩu sắm thường là đi quýnh quay cho anh em xem á. Đây nói chung lại mấy tháng này không có đi quýnh, để nó ở nhà thì nó cũng không được sung lắm nha anh em, nó cũng thay lông nhiều không được sung. Nói chung là quay sơ sơ này chim anh em á thì đa số chim cảng cũng vậy anh em, mấy cặp trong AV cũng vậy, em lâu lâu em cũng xịt nước vậy cho nó thoải mái. Mấy con chim nọc cũng vậy á, em lâu lâu em xịt nước vậy tắm cho thoải mái. Sắm tương lai nó cũng làm chim nọc đây, tương lai nó làm chim nọc thì nói chung lại cũng chưa có clip nhiều để tới mùa nó đi quýnh trải nghiệm cho nó đụng bổi nhiều lần, nó thử coi nó có lì có bệnh không rồi em mới làm chim nọc. Quay sơ sơ cận cảnh cho anh em xem chim này, nói chung là nó cũng chưa có già, chim nó tầm 10 11 12 tháng như vậy nè, nó chưa có già chim gì mấy. Hôm nay quay cảnh tắm chim đó, quay cho anh em xem vào mấy mùa này, mùa nắng á, lâu lâu anh em cứ tắm vậy nha, tắm này rất là hăng chim nha anh em, chim Việt hay Malai cũng vậy, em tắm rồi đem ra phơi nắng một xíu, chim cho bộ lông rất là đẹp. Xem nó không có nhét gì hết trơn nha, sạch giết rồi nó quen rồi, nó mới mình mới sạch lần đầu á thì nó nhảy dữ lắm, sạch giết rồi nó quen nó không nhảy nữa. Tắm xong con này rồi mình qua mình tắm mấy con chim nọc luôn, mấy con chim đang sinh sản trong AV luôn, kể cả chim con anh em nuôi AV cũng vậy, lâu anh em sạch nước lên như vậy tắm nó rất là mau lớn chim, mau sung chim nha anh em, mau thể hiện bản năng nó ra. Anh em thì em biết cái gì thì em chia sẻ cho anh em xem cái đó nha, chứ không có giấu cái dính gì khác. Em cũng đang giật nước tắm mấy chim nọc luôn đây. Đây tắm mái gì tắm hết nha anh em. Anh em lưu ý tắm chim nọc và nhớ đừng có tắm lúc có trứng nha anh em, lúc nó nở rồi hoặc là lúc mình bắt con ra thôi, lúc có trứng thì mình đừng có bắt, đừng có tắm, tắm nó lên trứng nó đụng trứng nha anh em. Con anh em tắm cũng được bình thường. Đây, đang sạch tắm nó rất thoải mái chim, trời đang nắng lúc gài mấy mùa này nắng quá anh em, em tắm gì cho nó sung chim, thay lông chim nhìn rất là mướt. Bên em là chim nọc, chim gì em cũng tắm hết đây nè. Đây, những con mái lên này cũng sạch, cũng tắm hết. Tắm hết.
non avi đồ bự 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 lên tơ tơ anh em, tầm khoảng một tháng á, nuôi trời nóng quá em tắm bình thường luôn. Tắm cho nó thoải mái, tắm mà phơi nắng cho nó thoải mái cu. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip nha, anh em mà thấy hay thì nhớ đăng ký và ủng hộ kênh của cô gái nha. Chào tạm biệt anh em.